Rồi quý vị ơi, bên size 629, 8 cây sâm hương 300 bao ship nha quý vị. Cái này 8 cây nha, nhưng mà nói trước nha, cái bầu là không có để nguyên cái bầu bự vậy nổi nha. Tôi làm gọn nhỏ lại nha quý vị, mới đóng thùng được cho quý vị nha, chứ để nguyên cái bầu này là không có đóng được nha. Rồi 8 cây làm bầu nhỏ lại nha, nói trước à, anh nào mua là phải nhớ tôi nói trước cái để về, đừng có nói sao cái bầu vậy, tôi làm gọn nhỏ lại nha. Rồi tôi nói trước à, 1 cây. Cây này 2 nè, cái này về ôm đá là dư sức bỏ cầu nè. Không gọi ông tỉnh ẩn, ông bị ông gửi mà có nhớ đâu gửi cho ông trời. Bữa nay là quay này mới nhớ nè. 3 cây nè, thôi kệ nó đi. Mấy mốt rồi rảnh rảnh đi tính giao cho ông sao. 4 cây nè. Tới nay mới nhớ. Rồi đây cây số 5 nha. Đây cây số 6 nha. Anh Thọ đó. Đây cây số 7 nha. Tại vì em kêu gửi có mấy cây đó rồi đâu có đăng, rồi đâu có nhớ. Rồi đây cây số 8 nha quý vị, 8 cây nha. Rồi kết thúc luôn nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi.